Kênh Trần Hưng Audio xin chào toàn thể các bác. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu với các bác một bộ dàn karaoke gia đình hàng bãi chất lượng cao, gồm một đôi loa 3G audio sử dụng một bát 25 4 tép. Dòng này cho chất âm rất hay, tiếng tép rất tươi và bát rất uy lực. Dòng loa 3G audio công nghệ Đức các bác nhé, sử dụng một bát 25 4 tép và một con đẩy MX sử dụng 20 sò NJV kép. Con này hàng mạch AB, có thể các bác sau này chạy hai cặp 3G audio hoặc là hai cặp bát 30 em bao căng đét cho các bác. Đấy. Và một con vang BD audio và một bộ mic không dây hàng U1600. Dòng này là dòng mic Bayer sản xuất, thì đây là 100% là hàng bãi chưa qua sửa chữa dù là nhỏ nhất các bác nhé. Thì đây là hàng tuyển chọn, thì để em đăng lên đây để cho các bác tham khảo về giá cả. Thì em báo giá luôn đôi 3G audio theo bộ là 3,6 triệu và con đẩy MX giá là 3,7 triệu và một con vang BD audio giá là 1,6 triệu và một bộ mic không dây 1,8 triệu. Giấy được giá đó là bao gồm toàn bộ ở trong bộ dàn âm thanh karaoke này. Thì em làm clip này lên đây để mong các bác tham khảo về giá cả và chất lượng. Thì bên em bán hàng ra sẽ bảo hành cho các bác lỗi một đổi một trong vòng 3 tháng các bác nhé. Và em bao zin, bao không sửa chữa cho các bác. Đấy. Thì nói thật với các bác là cũng không phải là ai cũng có điều kiện để sắm những cái bộ dàn âm thanh mấy chục triệu. Nhưng mà bộ dàn karaoke này hôm nay em lên đây để cho các bác xem, giá dao động chỉ dưới 10 triệu. Nhưng mà chất lượng em cam kết đảm bảo các bác là phòng 25 30m² rất ok. Thì dàn karaoke này em sẽ hỗ trợ cho các bác lắp đặt tại nhà các bác nhé, bán kính trong vòng 100 km. Đấy, bán kính trong vòng 100 km. Thì em sẽ chở đến tận nhà lắp cho các bác. Thì kênh Trần Hưng Audio này là kênh mới ở trên YouTube, thì em mong các bác hãy xem và đăng ký ủng hộ cho kênh của em. Đây là một bộ dàn karaoke hàng bãi em bán cho các bác với cái giá cực kỳ hợp lý, và mời các bác thưởng thức về chất âm và chất lượng của bộ dàn karaoke này. Bây giờ em sẽ test thử đoạn nhạc cho các bác nghe nhé. Đôi loa 3G audio đến từ công nghệ Đức các bác nhé. Thì con vang BD audio này các bác không cần phải thêm nâng tiếng hay equalizer này, một mình con vang này sẽ đảm nhiệm tất. Con vang này nó có chế độ nâng tiếng và lọc nhạc rất tốt các bác ạ. Mời các bác thưởng thức. Nghe xem chất âm của nó. Dòng loa xịn 3G audio của hãng B3 công nghệ Đức thì cho tiếng bát rất sâu và tiếng tép rất tươi, mà giá em đưa ra là giá cực kỳ hợp lý cho các bác nhé. Thì các bác nào có nhu cầu mua lẻ loa, đẩy, vang, mic
thì bên em rất sắt lòng bán cho các bác nhé. Thì hàng hóa của bên em bán ra là lỗi một đổi một trong vòng 3 tháng cho các bác, và em sẽ trợ giá tốt nhất cho các bác nào lắp cả một bộ dàn karaoke gia đình. Thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà các bác nên sắm một bộ dàn karaoke với giá thành cực kỳ hợp lý. Còn các bác về cuối năm thì nó độ giá lên rất cao. Thì các bác nào có nhu cầu thì các bác hãy liên hệ theo số điện thoại của em là 0972 951 003. Thì các bác dùng những con vang cũng không cần phải dòng vang đắt quá, không phải cần những dòng vang 3 triệu, 4 triệu hay 5 triệu mà chỉnh bằng máy tính đâu các bác nhé. Thì các bác chỉ dùng những cái dòng vang bình thường, giá dao động từ 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 7, 1 triệu 8 bên em. Thì em cam kết các bác là chỉnh rất dễ, chỉnh giải equalizer, cắt giải tần, và các bác có thể hát chế độ E cho gì vật tùy ý các bác, rất dễ dàng, rất tiện lợi các cho bác tinh chỉnh. Mà các bác thuần phục được một con vang thì các bác mới cảm thấy con vang nó hay được. Còn các bác mua một con vang mà người ta chỉnh sẵn bằng máy tính về, các bác chỉ có việc xoay lên, xoay tí vang nhạc, xoay tí mic, xoay tí nhạc, sau các bác dùng cảm thấy rất nhàm chán các bác. Thì những con vang không cần phải đắt tiền, chỉ cần các bác mua được con vang, biết chỉnh, biết cách chỉnh là ok. Đấy, theo như em tư vấn như vậy. Còn bây giờ em sẽ test thử tiếng mic cho các bác nghe nhé. Đây là bộ mic U1600, dòng mic cảm biến tự ngắt tay inox, đầu chụp inox các bác nhé. Dòng mic này tiếng ca rất hay. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Đấy, và em đang để chế độ con vang này là chế độ hát chuyên nghiệp, là hát chế độ gì vợt. Và nó con này nó có thể các bác có gọi chương trình ra, em trở về ấn vào KTV. Đấy, thì các bác đấy, nó có chương trình cho các bác cài đặt. Đấy, bây giờ trở về KTV là hát chế độ E cho này. Mic thì có mic 1, mic 2, mic 3, 4, 5, 6, có 6 chế độ mic cho các bác cài đặt. Đấy, bây giờ em sẽ hát ở chương trình KTV 1, tức là cả E cho và dì vợt các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và bây giờ em sử test một đoạn karaoke qua ca khúc là Đêm Định Mệnh cho các bác nghe thử của bộ dàn karaoke này. Nếu mà các bác nào có nhu cầu lắp đặt thì em sẽ chở đến tận nhà cho các bác bán kính trong vòng 100 km các bác nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, theo như em đánh giá và với giá thành của bộ dàn karaoke gia đình này thì rất ok, rất chuyên nghiệp, rất hay. Thì các bác nào muốn thưởng thức bộ dàn karaoke gia đình này hãy liên hệ với em Trần Hưng Audio, số điện thoại là 0972 951 003. Em ở Đông Trang, Việt Trì, Phú Thọ, gửi hàng toàn quốc. Bên em sẽ là kênh mong muốn bán hàng uy tín, chất lượng và chế độ bảo hành cực tốt cho các bác. Đấy. Thì bác nào hãy xem video này, hãy đăng ký ủng hộ cho kênh của em để em tiếp tục lấy động lực làm những cái clip video mới nhất cho các bác xem, để các bác tham khảo về giá và chất lượng của tất cả các mặt hàng âm thanh, hàng bãi bên em. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Chào tạm biệt các bác. Hẹn các bác một clip mới nhất. Bye bye các bác nhé.